Thưa quý vị, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, trong năm 2019, Thừa Thiên Huế đã có thêm nhiều địa phương cán đích nông thôn mới. Thực tế triển khai chương trình cho thấy, cùng với sự nỗ lực của chính quyền địa phương, thì người dân vẫn là chủ thể trong thực hiện và thụ hưởng thành quả xây dựng nông thôn mới. Tạo sự đồng thuận, huy động sức dân nhưng không gượng ép, trên tinh thần tự nguyện đóng góp để thực hiện có hiệu quả các tiêu chí. Cách làm tuy không mới nhưng không phải ở đâu cũng dễ thực hiện được. Phóng sự ghi nhận tại xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, địa phương vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương, ông Nguyễn Văn Mười ở thôn Trạch Phổ, xã Phong Hòa đã không ngần ngại hiến hơn 100 mét vuông đất và tài sản trên đất, đập bỏ hàng rào kiên cố với tổng giá trị hơn 50 triệu đồng để mở rộng đường xây dựng nông thôn mới phục vụ đời sống dân sinh. Thấu hiểu được là cái vấn đề xây dựng nông thôn mới hiện nay là một vấn đề hết sức quan trọng đối với nông nghiệp nông thôn. Thì bản thân gia đình chúng tôi đã vận động cùng với gia đình và vợ con và chấp hành cái chủ trương đó. Mặc dù rất là khó khăn bước ban đầu, nhưng với sự vận động của cả hệ thống chính trị thì đến hôm nay gia đình chúng tôi đã cống hiến được một số cái vật chất đáng kể, kể cả đất khoảng trên dưới 100 mét vuông và tường rào và hệ thống tường rào gần 31 mét. Phong trào hiến đất, hiến tài sản trên đất đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của bà con. Người dân đã không ngần ngại để thực hiện chủ trương lớn của chính quyền các cấp, tạo cho bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Cơ sở hạ tầng được đầu tư sẽ thuận lợi hơn trong sản xuất, lưu thông, phục vụ tốt cho đời sống tinh thần. Chính từ nhận thức thông suốt đó, người dân Trạch Phổ đều hăng hái tham gia xây dựng nông thôn mới. Người có công góp công, người có của góp của. Ban vận động của thôn xác định rõ nhiệm vụ, phần việc nào của hộ gia đình làm, phần việc nào của ban vận động phát triển của thôn làm và phần việc nào của các cấp chính quyền làm. Thì trên cơ sở đó thì chúng tôi đã xác định được hộ dân đã làm những việc gì. Thì trong thời gian qua thì thực hiện chính sách đó thì chúng tôi đã tuyên truyền vận động ba con nhân dân ở đấy hiến đất, hiến tài sản lên đất. Với lợi thế sẵn có là nghề truyền thống, là gốm Phước Tích và mộc mỹ nghệ Mỹ Xuyên đã góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Riêng làng nghề mộc mỹ nghệ Mỹ Xuyên đã có 28 cơ sở sản xuất, đã giải quyết việc làm cho khoảng 200 lao động trực tiếp. Thu nhập bình quân của người lao động từ 7 đến 11 triệu đồng, góp phần nâng cao tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới và phát huy giá trị truyền thống các làng nghề. Làng nghề Mỹ Xuyên thì khi mà hình thành đến giờ thì tạo được cái công ăn việc làm chung cho toàn bộ quê hương của Mỹ Xuyên. Thì qua quá trình là xây dựng nông thôn mới thì bên cái ngành nghề điêu khắc mộc mỹ nghệ của Mỹ Xuyên cùng chúng tay góp sức để mà đồng lòng về quê hương để xây dựng nông thôn mới càng ngày càng giàu đẹp. Sau 8 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, Phong Hòa đã hoàn thành các mục tiêu đề ra như thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,9%, tỷ lệ bê tông hóa, cứng hóa các trục đường đạt từ 80 đến 100%. Nhiều mô hình phát triển kinh tế được triển khai và phát huy hiệu quả như mô hình trang trại nông lâm thủy sản kết hợp, chất lượng giáo dục đào tạo ngày một nâng lên, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định và giữ vững. Với những thành quả đó, xã Phong Hòa đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ủy ban nhân dân xã đã chủ động xây dựng kế hoạch để thực hiện chương trình nông thôn mới. Và trong quá trình xây dựng kế hoạch thì ra soát đánh giá từng tiêu chí một. Trong quá trình thực hiện các tiêu chí thì được sự đồng lòng chung sức của toàn thể bà con nông dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Và kết quả được đến giai đoạn này thì xã đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018. Có thể nói công cuộc xây dựng nông thôn mới đã mang đến luồng sinh khí mới cho Phong Hòa, mang đến niềm vui cho người dân khi chất lượng cuộc sống được nâng lên. Bên cạnh sự quan tâm đầu tư của nhà nước thì sự đồng thuận đóng góp của nhân dân đã đóng góp vai trò quan trọng trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương.